Cô nhận được một cái đề bài của một bạn lớp 7 hỏi thầy về tìm x. Đề bài là 1 phần 2 mũ x bằng 5 phần 8 trừ đi 1 phần 2 mũ x cộng 2. Sau khi đọc đề bài lên thì thầy thấy là nó liên quan tới số hữu tỷ. Cái số 1 phần 2 này chính là số hữu tỷ này. 5 phần 8 chính là số hữu tỷ. Mà cái chương số hữu tỷ là chương đầu tiên của lớp 7. Chúng ta đang học sau khi khai giảng vừa một thời gian đúng không? Rồi nó liên quan tới lũy thừa. Bởi vì đây là 1 phần 2 tất cả mũ x. Mà rồi cái số mũ x với cái số mũ x cộng 2 thì nó lại hơi khác nhau mà x với x cộng 2 thì chúng ta phải nhớ công thức lũy thừa là gì a mũ m nhân a mũ n thì bằng a mũ m cộng n và ngược lại a mũ m cộng n thì được phép viết thành a mũ m nhân a mũ n rồi lớp 7 chúng ta phải nhớ cái gì nữa chúng ta phải nhớ quy tắc chuyển vế đổi dấu quy tắc là chuyển vế Đổi dấu Đúng không Ví dụ như thầy đang mô tả đây là A bằng B trừ C A bằng B trừ C Thì khi chúng ta để cái dấu bằng ở đây Là dấu đẳng thức ấy, Chúng ta chuyển cái C này sang bên này Thì đang là âm C Mà chuyển sang bên này thì phải thành cộng C Chuyển về đổi dấu mà A cộng với C thì bằng B Đấy. Rồi chúng ta phải nhớ cái gì nữa Có thể chúng ta sẽ phải nhớ Cái tính chất ở lớp 6 Mà gọi là tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng hay còn gọi là đặt thừa số chung ra ngoài ấy a nhân b cộng a nhân c thì bằng a nhân với b cộng c đúng không thì nghĩ là chúng ta nhớ cho thầy ba cái dấu chấm quan trọng này chúng ta sẽ giải quyết được bài này đề bài bây giờ là 1 phần hai mũ x thì bằng 5 phần tám trừ đi 1 phần hai mũ x cộng hai số mũ là khác nhau chúng ta sẽ biến đổi một bước để đưa về số mũ giống nhau đó là giữ nguyên cái số mũ này và chúng ta tách cho thầy đây là thành 1 phần 2 mũ x nhân với 1 phần 2 mũ 2 nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì cộng hai số mũ chính là công thức này được chưa rồi bây giờ chúng ta mới chuyển cái này sang đây là 1 phần 2 mũ x cộng với 1 phần 2 mũ x nhân 1 phần 2 mũ 2 thì bằng 5 phần 8 chính là cái chỗ này đây chuyển cái âm C sang thì chuyển cái trừ này sang bên này thành cộng chỗ này thì mình đang hiểu là gì mình hiểu là 1 phần 2 mũ x nhân với mấy nhân với 1 tức là A cộng với A nhân C thì được hiểu là A nhân 1 cộng A nhân C rồi đặt A ra ngoài bên trong là 1 cộng C đây chính là A nhân 1 cộng với 1 phần 2 mũ x nhân với bao nhiêu đây nhân với bao nhiêu đây 1 phần 2 mũ 2 thì theo định nghĩa của lũy thừa nó chính là 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 và kết quả là 1 phần 4 nhân hai phân số bình thường thôi mà nhân tử với tử mẫu với mẫu thế thì chỗ này là nhân 1 phần 4 và kết quả bằng 5 phần 8 bây giờ mình đặt 1 phần 2 mũ x ra ngoài bên trong là 1 cộng với 1 phần 4 thì bằng 5 phần 8 việc của chúng ta là tự tính cho thầy cái chỗ này nó ra 5 phần 4 1 cộng 1 phần 4 thì mình quy đồng bình thường thôi Đây là 4 phần 4 cộng 1 phần 4 là 5 phần 4 Thì bằng 5 phần 8 Bây giờ chỗ này đóng vai trò là thừa số Nhân với thừa số thì bằng tích Muốn tìm thừa số chưa biết Thì ta lấy tích Chia cho thừa số đã biết Cái dạng bài tìm x này thì nhắc vào đây nha Dạng bài tìm x cơ bản từ hồi tiểu học rồi Đó là x nhân với a mà bằng b thì x sẽ bằng b chia a được chưa thế mà chia hai phân số thì sao thì chúng ta lấy phân số đầu tiên là bằng 5 phần 8 giữ nguyên rồi nhân với nghịch đảo là 4 phần 5 đó nhân với 4 phần 5 rồi thầy viết lên cao cho nó đỡ vướng nhá đến đây thì 1 phần 2 mũ x sẽ bằng Thầy viết chép lại đi 5 phần 8 nhân với 4 phần 5 Và học về phân số thì chúng ta làm quen quá rồi đúng không? Được phép rút gọn tử mẫu như thế này Thì còn 4 phần 8 Và đến đây 4 phần 8 thì chúng ta phải biết rút gọn Thành 1 phần 2 Chia cả tử và mẫu cho 4 Rút gọn phân số từ đây về đây Và đến đây rồi Thì 1 phần 2 mũ x đang bằng 1 phần 2 mũ 1 và kết quả cuối cùng của mình x bằng 1 vậy x bằng 1